Chào các bạn. Chào mừng toàn thể anh em đam mê âm thanh audio gần xa trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2020, cũng là những ngày cuối năm của Tết Nguyên đán. Và bên Tuấn Anh âm thanh Bái Kinh Gia xin giới thiệu đến anh em những mẫu loa hàng của Mỹ, vừa kết hợp ca hát và vừa kết hợp karaoke, hoặc là để nghe nhạc bolero hải ngoại trữ tình, rất là tuyệt vời, rất là hay. Đó chính là mẫu loa Bose 401TM. Đây là một mẫu loa rất là quen thuộc đối với nhiều anh em. Thì những cặp loa này thì em vừa mới về tới hồi sáng, và em sẽ khui ra để test cũng như là quay phim cho anh em xem để tham khảo, cũng như là có nhu cầu đam mê âm thanh ca hát thì và số tiền vừa phải, giá dưới 10 triệu thì lựa chọn một cái đôi loa Bose 401 hàng của Mỹ nòi như thế này thì rất là xứng đáng và hợp túi tiền. Trước mắt các bạn, em đang có hai cặp, đó là cặp màu đen và một cặp màu vàng vân gỗ. Đây các bạn có thể thấy là những cái cặp này nó rất là đẹp luôn, hầu như đẹp khoảng 90% đổ lên, kể cả thùng loa và những chiếc e căng. Những cặp này thì các bạn có thể hát karaoke rất là tốt nhé. Cấu hình của nó thì được trang bị hai bát 16 cm và một loa chép giấy nằm mặt trước loa. Màu đen cũng vậy mà màu vàng vân gỗ cũng vậy các bác nhé. Em sẽ tháo những chiếc e căng ra cho anh em xem. Đây rất là mới ạ. Hầu như là mới khoảng 90% đổ lên thôi. Anh em có thể thấy là rất là mới luôn. Con này được trang bị một cây, được trang bị hai bát nhé, và bên đây còn một bát nữa này các bác này. Đấy, một bát của nó đây, rất là mới này. Những cái cặp này nó còn rất là mới luôn, rất đẹp luôn, hầu như là còn zin xịn 100%. Đây là những loa bát 16 cm, nó được sở hữu là một bát màng giấy và gân là gân vải nhé. Đây này, gân vải của nó còn rất mềm luôn này, có thể xài được 5-7 năm nữa thì mới hư được. Còn tiếp theo là một loa chép. Loa chép này đường kính khoảng 6 cm thôi, nhưng mà nó đánh rất là hay, cái tiếng của nó rất là bén luôn. Thậm chí cái tiếng chép của nó ra bén hơn là cả series 3, series 4, series 5 và series 1. Đấy, cái dòng chép của dòng series 401 này thì ra rất là tuyệt vời. Đấy, anh em có thể thấy là hai cặp loa màu đen và màu vàng. Rất là đẹp nhá. Đây, cặp nào dành cho bác nào mà trưng trên kệ tủ gỗ thì nhìn rất là hợp luôn. Và mặt sau của nó đây. Để anh em có thể thấy là mặt sau của nó đây. Đẹp quá trời đẹp luôn các bác ạ. Và nó đẹp xuất sắc các bác nhé. Nên đẹp, rất là đẹp luôn. Màu và vân gỗ và màu đen. Và cái tem của nó đây. Đây chính là cái tem thông số của nó. Đây là tem Bose nhé. Đấy. Model là 401TM. Con này là USA đồng vàng các bác nhé. Sản xuất tại USA luôn đấy. Hàng Mỹ nòi. Rồi bên đây cũng vậy. Con này cũng là. Và cặp màu đen là sản xuất tại Canada nhé. Đây made in Canada, nhưng nó cũng là đồ Mỹ xịn các bác ạ. Cặp nào chắc ông cũng như một hết. Đây, rất là đẹp, rất là hay. Và anh em lưu ý là hàng Mỹ thì nó sẽ không có đi để quát nhé. Nó là auto vô nên nó không có đều quá. Cặp nào cũng hay, cặp nào cũng đẹp. Và karaoke thì cũng rất tuyệt vời. Phòng 25m² đổ lại nhé. Đấy, phòng 25m² đổ lại. Anh em có thể thấy là nhìn từ xa thì nó rất là nổi luôn ạ. Về được hai cặp thôi. Và em sẽ báo giá công khai luôn, là cặp màu vàng là giá 8 triệu, còn cặp màu đen là giá 7,5 triệu nhé, chưa bao gồm phí ship. Đây phải nói là nó đẹp, tuyệt vời đẹp các bác ạ. Lâu lắm rồi em mới được lấy những cái đồ bốt đẹp như thế này. Hàng này thì em sẽ bao zin, bao xịn cho anh em 100% nhé. Zin thậm chí là cả gân loa và những con ốc vít em chưa mở ra bao giờ.
Đấy, ốc vít của nó còn nguyên si luôn. Chưa, em chưa bung loa ra hết, chưa bung tem, chưa bung loa. Thậm chí là em chưa test luôn. Bởi vì những cái cặp này nó mới quá rồi, chắc nó không bao giờ hư được. Rất là mới luôn. Anh em có thể thấy là nó rất là đẹp nhá. Màu vàng là giá 8 triệu, còn màu đen là giá 7 triệu rưỡi nhá. Rất là đẹp. Hát hò, hát karaoke hoặc là nghe nhạc hải ngoại thì đều được nhá. Đáp ứng rất là tốt. Rồi, và bác nào quan tâm thì xin liên hệ qua số điện thoại 0966 812 781, ship hàng toàn quốc. Và bác nào quan tâm thì hãy đăng ký kênh của em để được cập nhật và theo dõi những video mới nhất từ bên Tuấn Anh Âm Thanh Máy Kiên Giang nhé. Em xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video ạ.